Làm sao lại có thứ ở trong toilet có mùi ngon như vậy nhỉ? Tớ biết rồi, đây là nơi mà chủ nhân của tớ giấu đồ ăn. Hôm nay chắc là ngày may mắn của tớ. Tớ về nhà rồi. Hả? Cứu, tớ bị kẹt. Chú chó tội nghiệp của tớ, tớ sẽ đưa bạn ra khỏi đây. Ôi không, tớ cũng đang bị kéo vào trong nữa. Không! Họ đi đâu rồi? Chào mừng đến với thử thách đồ ăn. Điều này sẽ thật là tuyệt vời đây. Mọi thứ sắp trở nên chông gai cho thách thức tiếp theo này đây. Đây là cây xương rồng thật. Cái gì cơ? Của mình có mùi như sô-cô-la vậy. Tớ hiểu rồi, tớ cũng sẽ liếm cái này. Ôi da, tớ bị dính dầm rồi. Tớ cần hộp sơ cứu. Một ống tim ư? Dường như tớ sẽ phải sử dụng nó để nhổ những cái dầm ra rồi. Khuôn mặt tội nghiệp của tớ. Tớ vẫn còn sống. Cái gì? Làm thế nào mà chú chó của tớ đang gần xong đồ ăn của nó rồi? Tớ cần phải nhanh lên. Tớ biết rồi. Tớ sẽ sử dụng cái ống tim để hút hết nước cây xương rồng ra. Tớ có thể uống hết cái này trong một lượt. Xong rồi, Grace giành được 1 điểm cho thử thách này. Chú chó đáng thương của cô ấy vẫn chưa ăn xong cây xương rồng của nó. Wow, chúng ta sẽ có cà rốt cho thử thách này. Tớ nghĩ vậy cũng được. Có điều gì đó không ổn với củ cà rốt này. Cứu tôi với! Có vẻ như cà rốt đang bị đau bụng. Ôi không! Đến lúc làm bác sĩ rồi. Chúng ta phải làm siêu âm. Ở yên nha, cái gel này sẽ hơi lạnh một chút. Bây giờ tớ sẽ siêu âm bụng của bạn. Ôi kìa, củ cà rốt đang mang thai song sinh. Tớ cần phải cho mẹ cà rốt ngủ để tớ có thể đưa các em bé ra ngoài. Ngủ thật sâu nha. Đến lúc đưa chúng ra rồi, tớ chỉ cần vẽ các đường xung quanh bụng cô ấy. Và giờ là lúc mở bụng cô ấy ra. Tớ hồi hộp quá. Cảm ơn nha anh bạn. Cặp song sinh đã an toàn. Hả? Em bé kia không có cử động. Thức dậy nào. Ôi may mắn quá, nó chỉ đang ngủ mà thôi. Hãy đi nào các bé. Chúng ta phải khâu cho mẹ của các cháu lại. Ca phẫu thuật đã thành công. Mẹ cà rốt và 2 bé của cô ấy. Cà rốt của cậu chỉ là đồ chơi thôi sao? Tớ ngửi thấy cái gì đó ở đây. Có đồ thưởng giấu ở dưới cà rốt sao? Trúng mánh rồi. Chờ chút, cái gì cơ? Lại một cái nữa. Ngon quá, ngon quá. Và chúng ta đã đến miếng đồ thưởng cuối cùng. Chó thắng vì đã ăn hết đồ ăn của mình. Grace thậm chí còn chưa ăn cà rốt của mình cơ. Wow, chúng ta sẽ ăn bánh hamburger. Của bạn trông thật là dở, còn của tớ trông thật ngon lành. Chờ một chút, một cái đồ chơi đàn hồi á. Đồ chơi đàn hồi? Tớ có một ý tưởng, nhìn này, đi bắt lấy cái đồ chơi đó đi. Đồ chơi đàn hồi? Cái bánh hamburger thật sự này là của tớ. Bạn đã phản bội tớ. Chịu vậy. Hả? Làm cái gì đó? Bạn muốn tớ đi bắt lấy chiếc băng đô của mình ư? Một chiếc bánh burger phô mai mà không có phô mai thì sao được? Tớ trở lại rồi đây. Được rồi, đến lúc ăn nào. Nhâm. Hả? Miếng phô mai này chỉ là cao su mà thôi. Tớ làm rơi bánh hamburger của mình rồi. Ngon thật. Không, không, không. Thôi vậy, không ai được điểm cả. Wow, đây là ly cà phê Frappuccino lớn nhất mà tớ từng thấy. Tớ không thể chờ đợi để thưởng thức nó. Không được sử dụng tay. Ôi, thôi nào. Ồ, điều này sẽ dễ dàng thôi. Tớ không cần tay để ăn. Khó quá đi. Tớ không phải là một chú chó. Nếu tớ cho cả khuôn mặt vào thì sao? Tớ nghĩ là tớ đã có một bộ tóc bằng kem tươi trên đầu mình rồi. Tớ đã xong rồi. Tớ muốn thêm nữa. Chó giành được 1 điểm. Trong thử thách này, họ sẽ được ăn mì cay với trứng. Trông ngon quá. Tớ là một con hải mã nè. Điều đó sẽ không làm tớ sợ đâu. Bắt đầu nào. Ôi không, tớ quên cách sử dụng đũa rồi. Quả trứng của tớ, nó đã lăn xuống dưới bàn. Tớ biết cách sử dụng đũa tốt hơn cô ấy. Dễ quá đi.
Tớ có thể ăn hết tất cả thật nhanh. Phiêu, cay thiệt đó. Quả trứng của tớ đây rồi, lại đây nào. Tớ đã lấy được rồi. Eo ơi, nó dơ quá à. Gì cơ, làm thế nào mà bạn đã ăn gần xong mì của bạn rồi? Nhùm nhùm nhùm. Tớ không có lựa chọn, tớ phải ăn quả trứng bẩn này. Tớ không thể để mất thách thức này được. Miếng cuối cùng. Không, tớ lại thua rồi. Chó đã thắng trong thử thách này. Và nó nhận được sữa tươi làm giải thưởng. Thử thách đầu tiên là ăn hết xúc xích với số chấm của chính bạn. Tớ sẽ bắt đầu. Tớ sẽ chia xúc xích làm hai. Một cho tớ và một cho chú chó của tớ. Của cậu đây nè. Tại sao phần của tớ lại nhỏ như vậy? Chịu thôi vậy, tớ sẽ bắt đầu chấm xúc xích của mình. Tớ thích sốt cà chua. Grace đã bắt đầu thưởng thức thức ăn của mình. Tớ thật thất vọng với đồ ăn của tớ quá. Ôi không, nóng, nóng, nóng. Đó là cái mà bạn nhận được, con người tham lam. Tớ sẽ dùng một cái que và hâm nóng miếng xúc xích bé xíu của mình. Sau đó tớ sẽ chấm xúc xích của mình vào nước sốt ngon lành này. Bây giờ là lúc chén nó rồi. Tớ có thể ăn hết trong một lần. Lưỡi của tớ đang bị cháy. Tớ cần một cái túi đá. Hả? Chó đã ăn xong xúc xích trước. Ăn một ít của tớ nữa nè. Không cảm ơn. Tớ thua rồi. Món ăn cho thử thách lần này là rau diếp. Hả? Thật là một món ăn nhàm chán. Đồ ăn của tớ là thức ăn cho chó ư? Tớ nghĩ là có một sự nhầm lẫn ở đây. Cái này nên là của bạn chứ không phải của tớ. Wow, có đồ ăn ẩn ở bên trong này. Đồ thưởng cho mèo để cho chó. Và thức ăn cho chó để cho con người. Có lẽ tớ có thể lén đưa cho chó của mình. Không được gian lận. Ôi tệ thật. Đèn báo động đỏ đã ngừng nhấp nháy. Nhưng tớ vẫn không muốn ăn cái này. Chờ chút. Thức ăn cho chó thật sự cũng khá ngon đó. Có lẽ tớ cũng sẽ thấy đồ thưởng cho mèo ngon nữa. Ôi không, sao tay của tớ lại biến thành tay mèo vậy? Chú chó đã biến thành một con mèo. Thật là buồn cười. Hả? Tay chó? Chân chó ư? Ôi không, một cái mũi chó. Grace đã biến thành chó rồi. Kẹo bông gòn ư? Điều này sẽ thật dễ dàng. Dừng lại. Hả? Bảng đo độ chua. Người chơi sẽ có nước chanh đổ lên kẹo bông gòn của họ. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Còn có kẹo Toxic Waste và kẹo cầu vồng nữa. Siro chua. Và kẹo dẻo chua Sour Patch. Xin hãy nói cho tớ biết đó là tất cả đi. Một chút kẹo xịt chua để hoàn thiện tất cả. Chúng ta tiêu rồi. Tớ không thích cái này. Được rồi, đây là lần nếm thử đầu tiên. Chỉ liếm một chút. Giận quá chua rồi. Nó đang làm tớ chảy nước miếng. Ew, cho tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ tớ có thể chịu đựng được điều này. Hãy để tớ thử. Tớ không thể. Tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ không phải là người dễ bỏ cuộc. Tớ sẽ ăn miếng chanh chua này nếu tớ phải ăn. Ăn thôi nào. Chua quá đi. Tưởng bạn là một chú chó chứ. Bây giờ bạn chỉ là một con mèo sợ sệt. Grace giành được một điểm. Đó không phải là chú cún thật đâu. Nó chỉ là đồ chơi thôi. Đưa cho tớ con chó giả đó đi. Nhận lấy này. Hãy cùng dẫm nó nào. Bạn đang làm tổn thương cậu ấy đấy. Đi thôi nào. Chú chó Paw Patrol tội nghiệp của tớ. Họ làm gãy cổ của cậu ấy rồi. Nhìn kìa, bông nhồi của cậu ấy rớt ra luôn rồi. Tớ phải tìm cách để sửa cho bạn. Hả? Đó là một chú cún thật ư? Làm sao mà họ có thể bỏ rơi nó như vậy? Về nhà với tớ đi. Tớ sẽ chăm sóc cậu.
trời ơi, đó có phải là một con rắn không? Ừ, tớ không thể lấy được gỉ mũi của mình. Wow, chú rắn đó xém chút nữa đã cắn chân của tớ. Nó đang đi đâu vậy ta? Có một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi trong chiếc hộp kìa. Có vẻ như con rắn đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của mình rồi. Ôi không, chú cún tội nghiệp đó, tớ phải cứu nó. Chú rắn đi quá nhanh. Tớ biết gỉ mũi của mình sẽ có ích mà. Tớ sẽ biến nó thành một quả bóng và ném vào chú rắn. Nhận lấy này. Tớ chọi trúng nó rồi, đúng thế. Bây giờ bạn đã an toàn rồi cún à. Tớ nên kiểm tra xem cậu ấy có ổn không. Cậu ổn chứ, cậu đã an toàn rồi. Tớ nghĩ là tớ vừa mới tìm được người bạn mới tốt nhất của mình. Cậu sẽ về nhà với tớ, anh bạn. Mẹ về nhà rồi. Cái gì vậy? Đây là những dấu chân trải khắp trên sàn nhà. Có một hướng đi ở đây. Không thể nào, chúng có ở trên ghế sofa và tường của mình nữa chứ. Mình nên tiếp tục đi theo vết chân này. Có vẻ như ông chồng của mình đã được massage bằng chân đây. Vậy vết chân này sẽ dẫn tới đâu đây ta? Tớ nghĩ mình đang đến ngày càng gần rồi. Ồ, đây rồi, Chase là thủ phạm. Gì cơ? Mình cần phải dạy cho chú chó đó một bài học. Đưa mẹ trái bong bóng đó hoặc là... Mẹ tính làm nổ nó sao? Hãy xem và học nè. Lúc này khi mẹ đã có quả bong bóng, mẹ sẽ cắt miệng bóng đi. Bây giờ hãy chờ cho nó xì hết. Chúng ta sẽ biến nó thành giày cho chân chó. Đây, bàn chân của nó sẽ không bị bẩn nữa. Đây thật là một mẹo tuyệt vời. Việc đi chơi hoài đã làm cho nó mệt lử luôn rồi. Đến lúc nghỉ ngơi thôi. Cẩn thận. Eww, cảm giác dẻo dẻo đó không tốt một chút xíu nào. Con đạp phân hả? Ôi trời đất ơi, thật gớm quá đi à. Mẹ sẽ chỉ việc dùng công cụ gấp này để lấy cái tất của con ra. Nhẹ nhàng bóc tất của con ra như vậy đây nè. Vào thùng rác đi nào. Được rồi, xong. Cái gì cơ? Còn có thêm phân nữa sao? Mẹ cứ thấy phân ở mọi nơi mà mẹ nhìn. Ôi không, đây đúng là một vấn đề thật là khấm. À ha, mẹ biết rồi. Chúng ta cần mặc tã cho cún. Chúng ta trước tiên cần phải dạy bé nơi nào là nơi đi ị, không còn để lại các tai nạn trên sàn nhà nữa. Làm tốt lắm mẹ. Chase, cậu đâu rồi? Đến lúc ăn rồi nè. Ôi không, Chase trông không khỏe cho lắm. Không, tớ đến đây. Chuyện gì vậy? Dậy đi Chase. Bạn bị ốm hả? Chúng ta cần sự giúp đỡ. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Ôi chào ơi, Chase đang không cử động. Chúng ta phải gọi bác sĩ thú y. Tôi đây rồi. Ồ, cô nhanh thiệt đó. Được rồi, trước tiên cô sẽ kiểm tra nhịp tim của nó. Hãy xem nào. Âm thanh có vẻ hơi yếu. Ôi không, chú cún của cháu bị ốm rất là nặng đó. Cô phải tiêm thuốc cho nó. Làm ơn đừng làm cậu ấy đau. Cái này sẽ an toàn thôi. Cái kim bị gãy rồi, cô nên làm cái gì đấy? Ồ, đúng rồi, cô phải sử dụng máy khử rung tim. Sốc điện. Tôi nghĩ là cô chỉ cần làm cháy lông thay vì cứu cậu ấy đó. Tại sao nó không hoạt động vậy? Đến lúc mang ra vũ khí mạnh rồi. Cô phải mở khóa vật phẩm bí mật trước đã. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là bánh thưởng tối thượng cho chó. Wow, nó thật là ông anh. Biện pháp này là độc nhất vô nhị đó nha. Thấy chưa, chỉ bằng mùi thơm của miếng bánh thưởng, cậu ấy đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Yay, tớ thật vui vì bạn đã ổn. Tất cả những gì cậu ấy cần để được chữa chỉ là một món thưởng. Không được mang thuốc cưng vào lớp. Tớ hy vọng mình trông không quá khả nghi. Tớ đang giấu gì đó trong cặp của mình. Tớ mang theo cún cưng của mình với mình. Ăn một ít bánh thưởng đi. Ai là chú cún ngoan nè? Hả? Ôi thôi rồi, giáo viên đang tới. Chase, trốn, nhanh. Chào cô giáo. Có gì đó có vẻ đáng ngờ ở đây. Vậy có cái gì trong cặp của em đó hả? Dạ không có gì. Em không có mang theo thú cưng. Được rồi, cô tin em. Chase cảm thấy có rắc rối. Đang dây giày của cô gái lại với nhau là cách trả thù tốt nhất đó. Tớ bị ngã rồi. Càng tệ là Chase đã tiểu vào đôi giày mới của cô bé. Điều đó chắc chắn sẽ để lại một mùi hôi đây. Đó là cái mà bạn nhận được khi đùa giỡn với tớ đó. Chúng ta đi nào. Ôi không, tại sao cả hai lại bẩn tới như vậy chứ? Chắc còn đang làm bẩn khắp giường đây nè. Đến lúc đi tắm rồi. Chase, cậu đang làm gì vậy? Hả? Con đang đuổi theo Chase. Ồ, thôi nào, đừng làm mẹ phải đuổi theo hai đứa chứ.
Nhìn kìa, Chase đang chạy thẳng tới phòng tắm. Cậu ấy thật là một chú cún thông minh. Cậu muốn tắm bây giờ sao? Đây, để tớ chùi đất bẩn khỏi bộ lông của cậu. Ôi chao, thật là bừa bộn quá đi thôi. Tôi cảm thấy thời gian làm sạch còn lâu mới kết thúc nữa nha. Ôi không, cái lắc lông đến rồi kìa. Né nào. Kế tiếp mình nên tô son môi. Eo ơi, đó là lông chó sao? Nó ở khắp trên đồ của mình luôn. Ôi trời ơi, bánh sandwich yêu thích của tôi. Có cái gì đó rất khác thường. Tại sao có nhiều lông trên sandwich như vậy? Nhìn đồ chơi mềm dẻo của tớ nè. Sao nó lại lắm lông vậy? Nó đến từ đâu vậy ta? Cái gì? Có một dải lông trên sàn nhà. Tớ nên đi theo và điều tra xem nó đến từ đâu. Nó đang dẫn tới đâu vậy trời? Một dải lông, chúng ta nên đi theo nó. Đây rồi, có điều gì đó nói với tôi rằng đó không phải là Chase thật sự. Chờ một chút, có gì đó sai sai. Chase thật sự đây rồi. Mẹ biết cách khắc phục việc đây rồi. Mẹ có một cây chải lông rất đặc biệt. Mẹ sẽ chải lông của Chase. Chúng ta phải làm điều này hàng ngày đó nha. Bây giờ chúng ta có lông thừa của Chase. Hãy nhấn cây chải để thả nó ra. Và bố sẽ múc nó bằng cái đầu múc tạo hình này. Xem đây, đó là lông hình con vịt. Vịt lắm lông sẽ tốt hơn vịt cao su đó nha. Wow, thật là một chú vịt dễ thương. Ai ngờ bạn có thể tạo ra đồ chơi từ lông chó chứ. Whee, trượt. Đi nào Chase, trượt xuống đi. Nhanh lên, chậm chạp. Đừng sợ mà. Đúng rồi đó, vui lắm có phải không? Dường như Chase bị sợ cầu trượt. Sau đó, tại sao nó lại trốn ở trong cái xô vậy? Nhìn vào đôi mắt cún con đó kìa, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Chase bị sợ cầu trượt. Anh có đang nghĩ điều giống như em nghĩ hay không? Chuẩn bị một cái xô và một cái đồ độc giác. Hãy chú ý các ngón tay khi cắt cái xô làm đôi nha. Chúng ta sẽ sử dụng nửa cái xô để làm cầu trượt. Phao xốp tập bơi cho tay vịn và một hồ bóng để hạ cánh. Hãy đưa Chase lại đây. Nhìn này anh bạn, chúng ta đã làm cho cậu một cầu trượt thật vui. Dường như Chase đang tận hưởng cầu trượt tuyệt vời mới của mình. Chiếc dép lê kia của bố ở đâu rồi? Bố tìm nó mãi mà không thấy. Hả? Chú chó nghịch ngợm đó đang nhai dép lê của bố. Chú chó ngốc nghếch này, trả nó lại đây. Đừng tính chơi trò kéo co với ta chứ. Ta đã nói là trả lại đây mà. Đừng sử dụng đôi mắt cuốn con đó với ta. Tìm cái gì khác để nhai đi. Nhìn xem cậu đã làm gì với dép lê của ta nè. Làm sao mà ta còn mang cái này được chứ. Chú chó của con làm hỏng dép lê của bố rồi. Có ngửi thấy không? Dạ, con có thấy. Ôi trời ơi, các con vi khuẩn chắc đang sống rất sung sướng trong miệng của chú chó đây. Đã đến lúc đánh răng cậu ấy rồi. Eo ơi, răng của cậu thật là bẩn và gớm quá đi. Ở yên khi tớ đánh răng cho cậu nè. Đừng có cắn nó nữa mà. Tớ không thể tin là cậu ấy đã làm hỏng cái bàn chải đánh răng. Chúng ta cần một kế hoạch khác. Bố có ý tưởng rồi. Chuẩn bị một cái găng tay. Sau đó đặt keo lên ngón trỏ để chúng ta có thể dán bàn chải vào đó. Y như vậy. Bây giờ sẽ dễ dàng chải răng cho chó hơn rồi. Mở ra nào anh bạn. Lần này cậu không thể cắn hỏng cái này nữa đâu. Và xong. Bố nghĩ cậu ấy rất hạnh phúc với bộ răng sạch sẽ của mình. Thật là một chú cún ngoan. Đá quả bóng đó đi. Đây là một khoảnh khắc quan trọng. Anh ta sắp đá được một bàn thắng quyết định đó. Chú chó con đang cắn dây TV. Chuyện gì đang xảy ra với TV vậy? Mình không thể bỏ lỡ trận đấu này được. Hả? Chú chó nghịch ngợm kia, chú đã làm hỏng cái TV rồi. Cậu cần bị trừng phạt. Đừng có chạy trốn khỏi ta. Bố, đừng làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy không có cố ý đâu. Ồ, bố có một ý tưởng. Bố sẽ cắt mở ống pop ra. Có đủ không gian để chứa một số dây điện ở bên trong đó. Bố sẽ đưa dây điện vào trong ống pop để chúng được bảo vệ. Làm điều tương tự với ống màu vàng. Bây giờ hãy kết nối hai ống lại với nhau. Và sợi dây sẽ được bảo vệ an toàn. Bây giờ chúng ta có thể xem TV một cách yên bình rồi. Nhìn con mèo kìa. Con thích chương trình này. Ồ vậy sao, cái này khá buồn cười đó. Chú chó con lại đang ngửi mấy cọng dây nữa. May thay là cậu ấy không thể cắn chúng nữa. Chúc may mắn lần sau anh bạn. Nhìn mặt của em nè. Em ghét mấy cái nút mụn dữ lắm. Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Mụn của em vẫn còn đỏ. Đi với chị có ý này hay hơn. Ta sẽ nặn mụn theo phong cách của nàng tiên cá. Chị sẽ quay lại ngay. Hôm nay một gia đình nhà ốc sên sẽ giúp chúng ta. Chị
chị sẽ đặt một chú ốc sên lên trên trán của em. Thêm một chú ốc nữa nào. Con này thì đặt lên má nha. Và đặt một con sang má bên kia. Giờ thì ta đợi chúng tiết ra chất nhớt nha. Ồ, chị nghĩ là chúng xong rồi đó. Cảm ơn gia đình nhà ốc sên. Thoa nhớt ốc sên quanh mặt đi. Để chị tháo kính xuống cho nào. Giờ thì ta lại đợi tiếp. Ồ, tuyệt, chất nhớt đã biến thành mặt nạ rồi. Wow, da em mịn như ngọc trai vậy đó. Ồ kìa, có chú cua đang lén lút nghịch ngợm. Ôi không, Sebastian đang cắt tóc của bạn gái. Cái quái gì, đây là tóc của mình sao? Có chuyện gì vậy? Cậu, đưa kéo cho tôi rồi đi khỏi đây đi. Xin lỗi. Vì tóc em đã bị cắt mất một đoạn rồi, nên chị sẽ cắt nốt bên kia cho bằng nha. Chị vừa cắt thêm tóc của em sao? Đi với chị nào, chị sẽ giúp em trông thật là sành điệu. Được rồi, thư giãn nha, chị sẽ quay lại ngay. Chị ấy định làm gì vậy? Chết, chú cua cắt tóc đã quay lại rồi. Đừng lo, tôi tới để hoàn thành việc mình đã bắt đầu. Tôi là nhà tạo kiểu tóc giỏi nhất Vương quốc đó cô bé. Chị có một con mực. Quá là tuyệt vời. Chị sẽ đổ mực màu xanh dương và màu đen lên tóc của em nha. Vẫn chưa xong đâu. Chị sẽ đính thêm đá quý cho tóc thêm lấp lánh. Thấy lấp lánh chưa nè? Trông em y như một ngôi sao vậy. Mình thấy mình xinh quá đi thôi. Phải ngồi xuống giãn đuôi một chút thôi. Wow, đuôi của chị đẹp thiệt đó. Còn em thì sao? Em đã cố hết sức để làm một cái đuôi của nàng tiên cá rồi. Đây đâu phải là bài tập mỹ thuật đâu. Không không không, em làm như vậy là sai rồi. Để chị tháo cái đuôi ngốc nghếch này ra đã. Wow, em làm cái đuôi dính chắc quá à. Ngồi yên nha, chị đi gọi người trợ giúp. Ariel đang gọi ai vậy? Tuyệt, như vậy ổn rồi đó. Ôi không, đằng sau cô bé là xúc tu sao? Là Ursula. Chào cô bé. Đừng có sợ, bà ấy tới đây để giúp đỡ đó. Đến lúc ta phải dùng xúc tu làm mọi việc rồi. Nhìn đôi ủng này đi. Ta sẽ đổ nước vào ủng để bắt đầu pha chế. Ta muốn cho thêm cả hạt nở nữa. Nhìn màu sắc pha trộn với nhau kìa. Wow, còn gì nữa? Ồ đúng rồi, bom tắm. Có thế chứ, hỗn hợp của ta hòa tan thật là đẹp. Giờ là thành phần cuối, một giọt ma thuật để hoàn thành. Ta sẽ hô biến cho cháu một chiếc đuôi cá đẹp nhất trên đời. Xong rồi, nào nhúng chân vào đi. Mong là sẽ hiệu nghiệm. Wow, có điều gì đó đang xảy ra. Chân mình biến thành đuôi tiên cá rồi. Đến lúc lấy thù lao rồi. Đưa hết kim cương đây nào. Bà làm tốt lắm. Ta đi đây. Có đuôi bơi dưới đại dương dễ hẳn. Đừng giãy đuôi nữa. Ow, dừng lại đi. Có gì mà ồn ào dữ vậy? Ow, oops, hình như mình đập phải thứ gì đó quý giá. Này, hả? Trời đã đổ tuyết rồi sao? Một ngư dân đang cạo vảy cá. Tội nghiệp chú cá. Mình không cho phép. Mình sẽ niệm một câu thần chú lên anh ta. Hả? Cá của mình đâu rồi? Mình ngửi thấy mùi gì tanh tanh phía sau. Là con cá vừa nãy đang cầm tông đơ sao? Nó đang cạo đầu mình hả? Ôi không! Vậy là anh biết cảm giác đó như thế nào rồi đấy hả? Mừng là anh ngư dân đã bị trừng phạt thích đáng. Giờ thì phải làm gì với đống giấy này đây? Chúng sáng bóng luôn. Đúng rồi. Nhìn chiếc áo xinh chưa này? Ta sẽ trang trí cho áo thêm đẹp. Rắc hết giấy cá lên trên áo đi. Như vậy hả? Rồi giờ sao? Đợi điều kỳ diệu xảy ra thôi. Ta-da! Bộ đồ tiên cá của riêng em đó. Đợi em một chút, trông em như thế nào? Wow, trông em xinh lắm luôn. Mình đúng là một nàng tiên cá xinh đẹp. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Ôi không, mình bị kẹt trong lưới đánh cá rồi. Cứu em với. Có chị đây. Ôi không, ai đó cứu chúng tôi với. Để tôi, mọi người biết tôi là chuyên gia cắt xẻo mà. Để tôi cắt dây lưới ra. À, em ổn chứ? Chị mừng là em đã an toàn. Suýt nữa thì toi rồi. Cái lưới này thật là phiền phức quá à. Khoan, thứ này có thể sẽ hữu dụng. Dùng để làm gì ạ? À? À, lại cần đến hộp mỹ phẩm rồi.
đã đến lúc sáng tạo một chút. Đầu tiên là phấn mắt màu hồng, chị sẽ trang điểm cho em qua tấm lưới. Mình đánh má bằng phấn màu tím nha. Em đã sẵn sàng chưa? Ta-la! Trông em như một nàng tiên cá thực thụ luôn. Còn thiếu thiếu gì đó, đây là nơi chị cất giữ ngọc trai quý giá. Chị sẽ đính ngọc trai lên trán của em. Có ngọc trai thì trông càng giống công chúa. Xong rồi đó. Tuyệt vời quá. Có ngọc trai và dãy cá trông em xinh hơn nhiều. Sao em lại buồn? Em muốn được trang điểm như nàng tiên cá kia. Trên bản hướng dẫn có ghi vậy mà. Tất nhiên rồi, sao chị lại có thể quên được? Đợi chút nha, đoán xem bên trong chiếc túi vỏ sò này có gì nào. Toàn là đồ mỹ phẩm không thôi đó. Lấp lánh quá đi. Em hãy chọn màu phấn mắt đi. Em muốn màu hồng, xanh dương và tím. Lựa chọn tuyệt vời, nhắm mắt vào để chị đánh phấn cho nha. Giờ thì điểm thêm chút màu tím và xanh dương. Mở mắt ra nào. Mắt em xinh ghê. Chị sẽ dùng cái khuôn hình con cá này để kẻ mắt cho em nha. Ai cần kẻ mắt mèo khi ta có thể kẻ mắt đuôi cá chứ. Được rồi đó. Giờ mình sẽ vẽ dây cá. Ở dưới biển là chúng tôi làm thế này đây. Tên tên. Bắt đầu đẹp rồi đây này. Tiếp theo là môi. Đánh son bóng cho xinh nha. Em sẽ trở thành nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt vời nhất trên đời. Đúng là cái gì cũng đẹp khi có thêm màu sắc. Cái kệ này cao quá đi. Mình không giới tới cái hộp. Thôi nào, thôi nào. À! Ôi không, đánh rơi mất rồi. Bao nhiêu là vỏ sò rơi hết trơn luôn. Có chuyện gì vậy? Em không cố ý làm rơi đâu. Mà em giới lấy cái hộp để làm gì? Thôi vậy, chị sẽ lấy vỏ sò làm thành dương miệng vỏ sò nha. Đội lên đầu của em vừa khích luôn nè. Wow, trông ra dáng nữ hoàng cai trị biển cả rồi đó. Có gì đó mắc trong cổ họng chị. Vỏ sò? Ồ, chị lại có ý này hay tuyệt luôn. Đặt vỏ sò xuống nào. Chị sẽ đổ keo epoxy vào từng cái vỏ sò cho đến khi đầy. Sau đó đặt ngọc trai vào trong và đợi cho nó khô. Ta-da! Khuyên tai vỏ sò. Trông em sang chảnh chưa kìa. Em thích đống đồ trang sức mới quá đi à. Đeo nhẫn cho bàn tay xinh xắn đó nha. Ôi trời ơi, sao móng tay của em bẩn dữ vậy nè. Phải làm sạch móng thôi. Chị có đồ nghề đây rồi. Giữ nguyên tay đừng có động đậy nha. Chị sẽ lấy xà bông thoa cho sạch đã. Có hơi nhột ha. Sắp xong rồi. Giờ thì lấy công cụ ra để làm móng nào. Wow, nó hoạt động như thế nào? Cứ đưa ngón tay vào rồi chị sẽ nhấn hình trang trí xuống. Dễ như ăn kẹo vậy ha. Wow, đúng là dễ thực hiện thiệt luôn đó. Nhìn móng tay của em nè. Nhiều hình thù vui nhộn quá đi. Không cần đeo nhẫn, tay em cũng đã đủ sành điệu rồi. Dĩ nhiên rồi, hàng chờ ở phòng khám của bác sĩ luôn thật là dài. Có vẻ như bác sĩ đang tiêm vaccine cho mọi người. Cái kim tiêm đó trông đáng sợ quá đi. Nó thiệt là to. Nó không muốn đâu. Đau quá. Ôi, xin chào bé gái. Con sẽ ổn thôi, nó sẽ không đau đâu, đúng không bác sĩ? Cho bác xem cánh tay của con đi. Không, bác ấy trông cứ như một người dữ tợn với một cây kiếm sắt vậy á. Giúp con với. Quay lại đây nào, chúng ta bắt đầu nào. Không. Có vẻ như cô bé sợ kim tiêm đây. Bây giờ phải làm sao? Ồ, mẹ mới nảy ra ý tưởng rồi. Mẹ có thể dùng chú cá Flounder bóp được này. Ta hãy đặt nó lên ống tiêm để che đậy cái kim đi nào. Ờ, giờ đây nó trông không còn quá đáng sợ. Nhìn này, bạn cá Flounder muốn hôn cháu một cái. Thành công rồi. Chẳng hề đau chút nào. Bạn cá Flounder thiệt là tốt quá. Wow, một búp bê Barbie. Cô ấy muốn đi dạo. Ôi không. Oh, sô-cô-la. May mà nói là mứt Nutella chứ không phải là phân. Ôi không, cô ấy nuốt giày của Barbie mất rồi. Con gái của mẹ, có chuyện gì vậy con? Con bị nghẹn sao? Được rồi, mẹ sẽ vỗ vào lưng của con thật mạnh nha. Thành công rồi, cô bé đã phun chiếc giày ra. Ôi kìa, đồ vật này nhỏ thiệt luôn đó. Như vậy thật là dễ gây hóc nghẹn. Mẹ có một ý tưởng. Chúng ta hãy bỏ chân của Barbie đi nào. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Hãy chờ chút nha. Đến lúc làm thủ công rồi. Mẹ sẽ cần một ít dây kim loại. Và sau đó luồn nó qua hông của Barbie.
Sau đó mẹ sẽ uốn cọng dây và tạo hình nó như một đuôi người cá. Tiếp theo mẹ sẽ phủ nó bằng giấy bạc. Hãy cho nó thêm một chút gì đó nữa nào. Mẹ sẽ phủ thêm một lớp đất sét lên trên lớp giấy bạc. Nó đang trở nên giống một cái đuôi hơn rồi. Rồi đây, bây giờ là lúc thêm chút màu sắc cho nó. Mẹ sẽ đổ lên kim tuyến màu xanh lá cây giống như đuôi của mẹ vậy. Sau đó thêm một ít hạt cườm để nó lấp lánh hơn. Và xong. Dưới đại dương, con thích nó lắm. Cô ấy là một nàng tiên cá giống chúng ta. Mẹ rất vui vì con thích nó. Hôm nay bố sẽ là người ủi quần áo cho chúng ta. Nó rất là nóng đó. Hả? Bố sẽ quay lại ngay. Một chiếc bàn ủi nóng bỏng ư? Bây giờ thì đến tay bé bị bỏng rồi. Ôi không, tay của con đỏ lên hết rồi. Nó nóng quá à. Đây là một túi đá để làm dịu vết bỏng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là lỗi của anh hết đó. Sao cũng được, đưa nó cho anh nào. Đúng là bố nào con nấy mà. Cả hai phải học cách cầm bàn ủi đúng cách đi. Đợi đã, một cái bình tưới cây giống như một chiếc bàn ủi. Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đổ nước nóng vào bình tưới cây. Bây giờ nó cũng có thể dùng như một chiếc bàn ủi mà không làm bỏng tay rồi. Wow. Thử đi nào. Nó có hiệu quả nè. Để bố hoàn thành công việc này nào. Này. Được rồi, áo choàng của bố đã sẵn sàng. Bố đi làm đây. Con đã giúp bố rất tốt. Cô bé đang ở vùng đất mộng mơ đó. Hả? Một cái tay biết đi ư? Đó là Sen. Hả? Bỏ tớ ra. Thật là thô lỗ. Wednesday Addams đang làm gì dưới giường vậy ta? Cậu đây rồi Sen. Tớ đã nói với cậu là đừng có chạy lung tung nữa mà. Hãy đi ngủ đi thôi. Wow, làm thế nào mà con đến đây được? Ôi, quan tài tôi ơi, con làm bố sợ đó. Phải làm gì đây? Một chiếc hộp ư? Đợi một chút, mẹ biết rồi. Hãy cắt chiếc hộp thành nhiều miếng hình quan tài và tạo lỗ hình dơi cho chúng. Mẹ sẽ dán các cạnh để lắp ghép tất cả lại. Một quan tài con dơi. Hay hơn là nó còn là đèn đêm nữa đó. Bây giờ mọi người đều có thể ngủ tiếp rồi. Chúc ngủ ngon, cục cưng của mẹ. Yêu, tay của mình bẩn quá đi. Tôi không nghĩ là một cục xà phòng dơ sẽ làm sạch được chúng đâu nha. Mình nên ném nó đi thôi. Đến giờ ăn tối rồi. Đồ ăn của ta tới rồi đây. Giúp tôi với. Ta rất ghét khi đồ ăn của mình ồn ào. Cái này sẽ làm cho cậu im lặng lại. Chúc ngon miệng. Ouch. Phew. Được cứu bởi cục xà phòng dơ rồi. Cái này mà còn là xà phòng ư? Tởm quá đi. Không thể nào. Giờ là cơ hội để cho tôi trốn thoát. Tay con bị làm sao vậy? Con có thể dùng cục xà phòng sạch mới tinh này đây con gái yêu. Chờ chút. Khay đựng xà phòng cũng nhớp nháp và bẩn cả rồi. Bố biết rồi. Đầu tiên bố sẽ làm sạch cái khay bằng nước. Sau đó bố sẽ quấn dây thun qua nó để ngăn xà phòng tiếp xúc trực tiếp với nó. Thông minh lắm phải không? Tốt hơn rồi. Cuối cùng con cũng có thể làm sạch tay mình. Nhìn này, không còn bẩn nữa. Con sẽ đặt xà phòng trở lại cái khay. Xà phòng không tiếp xúc với khay đựng nên nó sẽ không tạo ra bất kỳ dơ bẩn và chất nhầy nào. Bố giỏi quá. Mình thiệt là đẹp ha. Hả? Con gái của mẹ đang làm gì vậy? Con bé trông có vẻ bận rộn. Con có thể quay lại cho mẹ xem không con? Xin chào mẹ ơi, xem son môi của con nè. Ôi, không vấn đề gì đâu. Chờ đã, trên son môi có vết cắn ư? Con đã ăn nó đó, ngon quá à. Không, 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 son môi không phải là thức ăn đâu con. Nhổ ra nhanh đi nào. Dạ được. Việc này không có tốt đâu, đừng bao giờ ăn son môi nữa nha. Khoan nào, con đang giận sao? Giờ mẹ lại cảm thấy có lỗi quá. Nhìn khuôn mặt buồn bã này kìa. Bây giờ mẹ nên làm gì đây? Ồ, mẹ biết rồi. Sô-cô-la, mẹ định làm gì vậy ta? Múc đầy một muỗng sô-cô-la và hâm nó trên nến cho tới khi nó tan hoàn toàn. Bây giờ mẹ sẽ đổ sô-cô-la đã tan chảy vào ống son môi. Đây rồi, một son môi sô-cô-la.
Nó có thể ăn được đó, cắn thử một cái xem con. Thật là tuyệt vời, nó có vị như là sô-cô-la vậy. Cảm ơn mẹ. Con gái yêu của mẹ. Mình thật say mê cuốn sách này quá đi. Đó có phải là một tia laser không? Đừng chĩa nó vào trán của bố chứ. Nó đang cháy kìa. Mẹ đang nấu gì đó hả? Ôi, trán tôi đang bị cháy. Bỏ nó ra, bỏ nó ra. Nước. Ồ, dễ chịu quá. Hả? Mặt của bố kìa. Không cho con dùng laser nữa đâu, bé cá này. Con muốn lấy lại laser. Ôi, không xong rồi. Ồ, băng dính. Hoàn hảo. Hãy dùng khả năng dịch chuyển đồ của bố nào. Lấy được rồi. Bố định làm gì với băng dính vậy ta? Bố sẽ dằn băng dính khắp căn phòng. Trông như hệ thống bảo vệ tia laser vậy. Giờ thì chúng ta có một nhiệm vụ rồi đây. Nhìn xem bố đã tạo ra cái gì. Có tia laser ở khắp mọi nơi. Tuyệt quá đi. Con là một điệp viên. Và con phải vượt qua những tia laser để đến phía bên kia. Bố thực hiện mẹo này như một điệp viên thực thụ vậy. Còn một miếng cuối nữa. Cái gì vậy? Có động đất sao? Không phải đâu, chỉ là cô bé bị ốm đang ho thôi mà. Con cần uống thuốc đó. Con gái tội nghiệp của mẹ, con sốt rồi. Đến lúc uống thuốc rồi nè. Mẹ đã chuẩn bị mấy giọt máu đây con. Con không muốn. Không sao đâu, nó có vị giống như máu vậy. Không, con ghét thuốc lắm. Vậy sao? Đến lúc sử dụng chiêu này rồi, mẹ sẽ lấy một ít giọt máu và lấp đầy nút của một đồ chơi Puppet hình cá. Cậu ấy trông giống như chú cá Flounder bạn tốt của mẹ. Chúng gần sẵn sàng rồi. Ta chỉ cần làm lạnh nó bằng cái đuôi của con. Món thạch đã sẵn sàng, con hãy thử xem. Xem này, nó thật là mềm. Heo là ngon quá à. Nè, còn bố thì sao? Được rồi, mọi người đều được thử mà. Bác sĩ đã tới để siêu âm đây. Làm cho tôi trước đi. Trả từng đó tiền thì được thôi. Tôi muốn siêu âm trước, trả cho bác sĩ chỗ xu vàng này nha. Vàng quý hơn tiền nhiều. Vậy công chúa Peach làm trước nha. Sao cô dám? Mình sẽ vào sụ đây. Được rồi, siêu âm thôi. Xem nào. Là con đây, bé Mario. Wahoo. Ôi, con tôi dễ thương quá. Đứa bé đó vừa nhảy ư? Đến lượt tôi, nhanh lên. Làm sao mà để tiền đợi được. Làm thôi. Tiền trao cháo múc nha. 1.000 đô. Xong rồi, bắt đầu siêu âm thôi. Mình muốn đăng ảnh lên Instagram quá. Bé búp bê xinh như mẹ vậy. Trông cô bé có vẻ rất khỏe mạnh và giàu có. Hả? Tôi trả bác sĩ 1 xu. 1 xu thôi sao? Không đủ rồi. Ôi không, anh làm Wednesday giận rồi. Hả? Đầu dò đâu rồi? Bàn tay trộm máy siêu âm cho Wednesday kìa. Tôi sẽ tự làm. Ai cần đến bác sĩ khi đã có thể tự siêu âm? Giỏi lắm bàn tay. Gặp bé con của tôi nào. Xin lỗi cô. Cô chưa trả tiền để dùng máy siêu âm. Wow. Chú định làm gì mẹ cháu đó à? Chú chỉ cần cái đầu dò thôi. Tạm biệt. Đúng là con của Wednesday không lẫn vào đâu được. Đồ ăn của cô đây. Cháo sâu bọ sao? Ăn đại đi. Vị này cũng độc lạ nhỉ. Vậy mà tôi tưởng Wednesday sẽ thích xề tái nhện cơ đấy. Eo ơi, Barbie cũng phải ăn cháo sâu bọ. Eo ơi, cầm hết tiền đi, rồi mang đồ ăn ngon cho tôi. Chốt kèo, ăn bánh kẹp xúc xích nha. Cuối cùng cũng có đồ ăn thật. Tôi phải đi đây. Thật là bất công. Tất nhiên là Peach cũng nhận được món cháo tương tự. Eo ơi, thỏi vàng này, kiếm đồ ăn ngon cho tôi đi. Pizza, ngon quá đi à. Hả, sao cô ta lại được ăn pizza? Tôi cũng muốn một cái. Tôi hết pizza rồi, nhưng cô ăn kem béo không? Tôi không nghĩ kem béo và xúc xích sẽ hợp nhau đâu. Nhưng miễn Barbie vui là được. Tôi cũng muốn ăn đồ ngọt. Vậy 1 miếng bánh ngọt nha. Ăn kèm pizza ngon lắm luôn đó. Trông sai quá đi ạ. Tôi không muốn ăn bánh ngọt. Kèm béo cũng không ngon chút nào. Tôi không quan tâm, ăn đi.
Trời ạ, tập trung ăn đi. Mang thai bụng to nên khó ngủ thật đó. Đủ lắm rồi, mình sẽ gọi trợ giúp. Cứu với! Kia là Kỳ Lân sao? Là Ken. Anh mang cho em phao nè. Ôi không tin nổi là anh lại đến đây. Anh mang gì cho em vậy? Hả? Mang phao làm gì? Xuống giường đi rồi anh chỉ cho. Nằm lên phao nào. Nhớ là cho bụng vào lỗ phao ở giữa nha. Được rồi, thế này sao? Wow, thoải mái thiệt đó. Bảo rồi mà, em còn có Kỳ Lân để ôm nữa đó. Anh đúng là bạn trai tuyệt vời nhất. Mơ đẹp nha. Ngọt ngào ghê. Giờ thì Beach lại hơi ghen tị rồi. Giá mà. Ôi, xin chào, là anh đây. Ôi Mario, anh mang đồ tới cho em nè. Wow, là gối kê bụng ha. Em thích lắm, thoải mái ghê. Anh phải đi rồi. Tuyệt quá ha, bụng của cô ấy nằm thoải mái trên chiếc gối luôn. Mọi người ồn quá vậy. Phải đóng nắp vào thôi. Ôi không, bụng bầu nhô lên mất rồi. Bàn tay. Bàn tay định làm gì với con dao vậy? Cậu ấy định khoét bụng Wednesday sao? Hả? Oh, phew. Cậu ấy chỉ khoét lỗ trên nắp quan tài để bụng Wednesday lọt qua thôi. Bàn tay đúng là khéo tay thật đó. Uống hết cả một bình nước ép thì chỉ có đầy bàng quang thôi. Ôi chết, mình phải đi vệ sinh. Anh cảnh sát, ra đây đi. Đưa tôi đến nhà vệ sinh với. Nhà vệ sinh hả? Không thành vấn đề, đi thôi. Tôi cũng cần đi vệ sinh, tôi đi trước. Ờ, có bàn tay nè. Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Cầm tiền của tôi đi, cho tôi đi trước. Tôi có thỏi vàng này. Tất nhiên là anh cảnh sát chọn vàng rồi. Phải ưu tiên chứ nhỉ. Mau lên. Đi 5 phút thôi đó nha. Còn lâu Beach mới chịu dùng cái nhà vệ sinh bẩn thỉu này. Eo ơi, còn quái thú nào sống ở đây vậy nè. Anh dẫn tôi đến nhà vệ sinh sang trọng ngay. Mời cô đi lối này. Mọi thứ đều được làm bằng vàng theo đúng ý cô. Tuyệt quá rồi. Mãi mới được xả, nhẹ cả người. Rồi, đến ai đây? Đến tôi, tôi có tiền đây. Xin lỗi nha, ai vào thì đi trước thôi. Cô vào đi. À, tôi không dùng nhà vệ sinh bẩn đâu. Thêm tiền nữa này. Đi theo tôi, cô có thể dùng nhà vệ sinh này. Ngay, ra khỏi đây ngay. Có người trong đó rồi. Ôi, vào thử cửa kia đi. Wow, mọi thứ đều màu hồng. Nhà vệ sinh này đúng là dành cho tôi. Nhẹ hết cả người. Tuyệt, có cả giấy vệ sinh bằng tiền nè. Đến lượt của tôi chưa? Cô làm tôi giật hết cả mình. Đợi đã, sao cô ra ngoài được? Cái gì? Chìa khóa của tôi đâu? Ôi, bàn tay nghịch ngợm. Đưa đây cho tôi. Nào, để tôi dẫn cô ra nhà vệ sinh. Đây nha. Cái gì? Không được. Wednesday đưa ra đồng $1. Nhưng tất nhiên chừng đó là không đủ rồi. Vậy tôi mua tất của anh. Tất của tôi? Wednesday định làm gì với tất của anh cảnh sát? À, tôi hiểu rồi. Có thể dùng tất để bọc bệ ngồi bồn cầu. Lại còn ấm hơn rất là nhiều nữa. Chỉ cần gửi chúng thẳng đến tiệm giặt sau khi sử dụng thôi. Đến giờ cho các quý cô đi tắm rồi. Tất nhiên là cô siêu giàu sẽ tắm trước. Sao cũng được, bồn tắm của cô ta chắc cũng xấu thôi. Bồn tắm vàng sang trọng cho cô đây, công chúa Beach. Tôi thích lắm. Cầm lấy cái áo choàng tắm rồi đi ra đi. Ôi, thư thái thật đó. Đến lượt của tôi chưa? Dẫn tôi tới phòng tắm đi. Mất nhiều thời gian quá. Cô có cả một khu tắm và rèm tắm riêng nha. Tuyệt, đi ra hộ với. Oops, xin lỗi. Tôi là Barbie Girl, nay người tôi rất dơ. Ôi, không giới được xuống chân. Giúp tôi với. Ủa, nhiều tiền thật đó. Đổi lấy đôi ủng này nha. Hay đó.
chỉ cần đổ xà phòng và nước vào trong cho đến khi lấp đầy ủng. Barbie có thể rửa chân thoải mái rồi. Chỉ cần ngâm chân trong ủng và hát hết mình trong phòng tắm thôi, và nhoăn một cái là chân sạch ngay. Công cụ này thông minh thật đó. Được rồi Wednesday, bồn tắm của cô ở đằng sau nha. Có mỗi cái chậu bé như vậy thôi sao? Ít nhất cũng phải quay ra kia cho tôi tắm chứ. Ôi không thấy gì hết. Bồn tắm cũng ổn mà, chỉ cần con người hết sức có thể thôi. Cảm ơn vì đã mang xà phòng tới nha bàn tay. Cậu đúng là bàn tay tốt. Nhìn cái bồn tắm bé tí kìa. Đồ thua cuộc. Khoan, kia là cái chậu sao? Thế mà gọi là bồn tắm hả? Ôi thôi, hai cô này làm Wednesday bực rồi. Cô ấy định làm gì đây? Cho tôi mượn giò sen. Ôi không, không hay rồi. Nước tắm của Barbie cần được nhuộm màu. Đó, tắm vui nha. Xả nước thôi. La la la. Có vụ lem màu ở đây này. À! Ôi không, kia là cá piranha sao? Thú nuôi của tôi đang muốn chơi đùa đây. Ao, có con gì cắn tôi. Cứu với. À! Cô lau công còn bao nhiêu thứ phải dọn. Nhưng có vẻ cô vẫn còn thời gian để đi chạm vào bụng bầu. Bụng bầu kìa. Phải chạm vào thôi. To mà mềm quá đi. Cô làm gì đó? Bỏ tôi ra. Cầm tiền rồi đi đi. Tuyệt. Giờ mình vừa vào vừa được chạm vào bụng bầu. Vẫn chưa đủ sao? Tôi bắn tiền cho nè. Wow. Được rồi, tôi sẽ lấy tiền. Wow. Lại có thêm cái bụng bầu nữa sao? Mãi mới chịu đi. Bụng bầu. Đừng, dừng lại đi. Phải chậm. Đi chỗ khác đi. Bắt được rồi nha, đừng có nhanh nhẩu. Tạ ơn trời. Cô chỉ được chạm vào bụng bầu của một người thôi. Đó là Wednesday. Được luôn. Tôi theo dõi cô đó. Cấm đụng vào công chúa Peach. Cảm ơn anh cảnh sát. Bụng bầu của cô to thật đó. Cái gì? Ai cho cô chạm vào bụng tôi? Đi ngay, nếu không. Không cần làm vậy đâu, tôi có kế khác. Bàn tay làm gì với mấy cái đinh dán thế? Chắc là có thể dùng trang trí cho bụng của Wednesday. Không vui gì hết. Phải gắn thêm cho đến bao giờ kín bụng thì thôi. Giờ thì ai dám đụng vào bụng có gai nữa đây? Áo, đau quá. À! Bàn tay giỏi lắm. Cũng tay nào. Các quý cô hôm nay sẽ làm gì nhỉ? Wow, kia là xe đẩy em bé hoàng gia. Cuối cùng cũng đến. Đẹp quá. Tôi thanh toán này. Wow. Tôi sẽ tặng anh thỏi vàng nếu anh đưa xe đẩy đó cho tôi. Không đời nào. Thỏi vàng đây. Tuyệt, hàng thật. Xe đẩy bằng vàng sẽ hợp với tôi hơn. Thật là bất công. Tôi mua trước mà. À, thấy tệ quá đi. Tôi có ý này. Wow, xe đẩy làm bằng tiền á. Quá hợp với con tôi rồi. Cảm ơn anh. Tôi muốn có xe đẩy Gothic. Một đô mà đòi mua xe đẩy Gothic sao? Tôi chỉ có đồ tương xứng với giá thôi. Phía sau cô có cái tủ đó sao? Anh giao hàng định làm gì vậy? Được rồi. Wow. Đừng có lén ra sau lưng tôi nữa. Cô chỉ mua được cái xe đẩy này thôi. Tạm biệt. Mỗi cái ngăn tủ trống trơn nhạt hết thế thôi sao? Wednesday biết cách biến tấu rồi. Nếu không mua được xe đẩy Gothic thì mình sẽ tự làm. May là mình có sơn phun màu đen. Phải sơn đen mọi thứ để chúng tăm tối như tâm hồn mình vậy. Giờ thì gắn thêm dây xích đỏ và bạc xung quanh. Nhét ga giường vào và một chiếc gối trên đầu. Đảm bảo con mình sẽ thích cái nồi mới lắm đây. Có vẻ như ai cũng đã hài lòng với xe đẩy của mình. Ai cũng có phong cách riêng. Đang sơn móng tay. À, em bé đạp làm nhòe hết rồi. Ôi không, làm sao cho em bé dừng lại đây? Chắc cho nghe nhạc thì bé sẽ bình tĩnh lại. Đây, cho con mượn tai nghe của mẹ nha.
con của cô ấy lại chụp ảnh tiếp rồi. Cuối cùng thì không ngờ là lại có hiệu quả. Sườn móng tiếp thôi. Em bé đạp. Bé Mario chắc đang gặp ác mộng rồi. Chắc cho con đeo tai nghe cũng hiệu quả ha. Ôi không được rồi, phải nhờ người giúp thôi. Anh cảnh sát đưa ai đến đây? Ô kìa, đúng cô Billy Stylis nổi tiếng đây rồi. Bỏ tôi ra. Hiệu quả thiệt nè. Bé mê giọng cô lắm. Bé Mario đang phiêu theo điệu nhạc. Mấy bản nhạc này giúp em bé của họ bình tĩnh, nhưng lại làm Wednesday điên đầu. Thôi chết, giờ con mình cũng quậy rồi. Ôi, quậy dữ thần luôn đó. Đợi đã, mình nhớ ra cái này. Wednesday định làm gì với đống lon rỗng đó đây? Nối hai lon vào bằng một sợi dây là có ngay chiếc điện thoại để đọc truyện cho con nghe rồi. Vào một đêm giông bão, có một con quái vật to lớn đáng sợ. Được rồi nè. Với bé Wednesday thì không có cách ru ngủ nào hiệu quả hơn là một câu chuyện kinh dị. Tuyệt, con mình ngủ rồi, mình cũng phải ngủ thôi. Cấm mang đồ ăn vào trong bệnh viện. Người nhện bị chướng bụng ư? Đứng đó, để tôi quét người đã. Xem nào. À ha, cái bụng làm sao đây? Anh cởi đồ ra. Không được đâu. Thôi được rồi, phải xem trong bụng có gì thôi. Này, anh ta cởi hết đồ thật kìa. Biết ngay mà, không buồn cười đâu. Bắt quả tang rồi. Đưa đây cho tôi, không được mang đồ ăn vào trong bệnh viện đâu. Giờ thì đi đi, đi mau. Cầm bộ đồ về nữa nè. Làm sao để mang kẹo dẻo vào đây ta? Mình biết rồi. Có thể mang kẹo dẻo vào bằng xe hơi điều khiển từ xa. Bắt đầu màn biểu diễn thôi. Nhưng cô y tá tinh mắt lắm. Có cách rồi. Nhận lấy nè. Không có cách gì nhìn qua mạng nhện của mình được đâu. Cái gì đây? Mạng nhện sao? Ở đâu ra vậy nè? Ôi trời, phải quét bụi thôi. Trong này dơ thiệt đó. Cơ hội tới rồi. Đi mau. Phải đi qua ải khó nhất. Sắp qua rồi. Tuyệt. Hả? Tiếng gì vậy? Thôi kệ đi. Gì vậy nè? Kẹo dẻo. Đúng thứ mình thích luôn. Cảm ơn người nhện. Xin lỗi cô, không được mang đồ ăn vào trong này. Đây đâu có phải là đồ ăn đâu, là con của tôi mà. Ôi thật sao? Cho tôi chào bé nha. Chắc không phải bé đang nôn đâu ha. Oops. Đưa đây, hẳn một chai Coca-Cola. Cấm mang đồ ăn thức uống vào. Đồ uống ư? Thôi vậy tôi sẽ trở lại ngay. Mấy cái người lách luật này phiền quá đi à. Tôi trở lại rồi đây. Đứng đó, cấm mang đồ ăn. Có đồ ăn gì đâu chứ, chú cá tôi nuôi thôi mà. Đống sỏi kia trông đẹp đó. Thôi được, cô vào đi. Ôi cảm ơn cô. Jalen, xem chị mang gì cho em nè. Flounder và Sebastian ư? Còn hay hơn nhiều. Chị phải làm một thứ trước đã. Lấy một đống ống hút và nối chúng vào với nhau. Giờ thì có một cái ống hút dài. Uống một ngụm đi. Cái gì đây ạ? Nước thật ra là Sprite đó. Nhưng chị còn có một bí mật nữa. Đống sỏi này nè, là kẹo Skittle đó. Trời đất ơi, ngọt ghê luôn. Tôi tới thăm bệnh. Cấm mang đồ ăn. Cho tôi quét người trước đã. Nhưng mà tôi đang mang thai. Thiết bị đó có hại cho con của tôi lắm. Đừng lo, chúng tôi có máy chụp X-quang an toàn cho bé mà. Thôi chết. Có em bé nào đâu. Kia là túi kẹo M&M sao? Đưa đây cho tôi. Được thôi. Sao mà gạt được tôi chứ? Còn búp bê Barbie thì sao? Thật luôn hả? Đây. Tốt, giờ cô về đi. Mình cần một kế hoạch mới. Son môi ư? Barbie đang tính làm gì vậy? Trước tiên là lấy nĩa chọc hết son ra.
Giờ thì chuẩn bị một cái bát đầy hạt sô-cô-la. Ngọt ghê. Mình sẽ sấy sô-cô-la cho đến khi tan chảy. Được rồi đó. Múc một thìa đầy và rót vào thân son. Mình đã làm được sô-cô-la giả mỹ phẩm rồi. Lâu lắm rồi chưa được ăn sô-cô-la. Đừng có nhìn tôi. Ngon thiệt. Thôi chết. Trong túi có gì vậy? Là mỹ phẩm của tôi thôi. Tôi sẽ tự xem. Cái gì đây? Son môi thôi mà. Đây, để tôi cho cô xem nha. Thấy chưa? Muốn thử không? Thôi. Tôi tin cô đó. Vào đi. Chị mang cho em sô-cô-la nè. Ta-da! Nhưng đây là son môi mà. Chị chắc là ăn được chứ. Cắn thử đi. Được rồi. Đây không phải là kem dưỡng đâu, mà là sô-cô-la chảy. Thông minh quá ha. Wow, cho em thử đi. Đúng là sô-cô-la thật. Em thích lắm luôn. Chị là đỉnh nhất, Barbie ơi. Mùi như hoa tươi vậy. Cô làm tôi giật cả mình, Wednesday. Cấm mang đồ ăn. Tôi đâu có đồ ăn gì đâu. Vậy để tôi quét người đi. Cái gì vậy nè? Máy đang kêu. Trang phục của Wednesday được làm từ bánh Oreo. Ngụy trang đúng là đỉnh thiệt. Thử lại nào. Chậm rãi. Lại thế nữa rồi. Máy quét chắc là bị hư rồi. Thôi nào. Mình có ý này. Đi đâu mất rồi? Thôi được, mình tưới qua xin tiếp vậy. Wednesday định làm gì với bánh Oreo đấy? Mình sẽ xếp bánh Oreo ra trước rồi lấy một cái chậu. Bóp nát ra thôi. Đổ đầy Oreo vụn vào trong chậu. Thêm vài cái kẹo dẻo hình con dung lên. Phải làm sao cho giống thật hết mức. Không được quên bông hoa. Chậu hoa giả đã sẵn sàng rồi đây. Ôi trời, lại thêm một bông hoa xinh nữa sao? Mình giống nhau nè. Hoa của tôi thơm lắm luôn á. Cho tôi ngửi hoa của cô được không vậy? Cô ấy sẽ ngửi thấy bánh Oreo mất. Bàn tay, làm gì đó đi. Tôi chạy đây. Tạm biệt. Trò này đỉnh thiệt. Chị mang đồ ăn giặt cho em nè. Em không ăn thứ đó đâu. Chưa thử thì đừng vội chê nha. Được rồi. Oreo đó sao? Em thích lắm. Cái gì kia? Cậu bé đang ăn dung từ trong chậu hả? Ghê quá. Tạm biệt nha. Không tin nổi là cô ấy lại tin được á. Thú vị đó. Hay là mình cũng thử ăn chậu hoa của mình coi sao. Thử thì cũng đâu có mất cái gì đâu. Không có ngon gì hết trơn à. Xin cho qua. Cấm mang đồ ăn vào bên trong. Đây đâu có phải là đồ ăn. Đây là cơ thể người bị nhiễm độc. Vậy cho phép tôi nhấc tấm vải lên nha. Dừng tay, độc lắm đó. May là tôi có khẩu trang. Giờ thì nhấc tấm vải lên được rồi. Toàn là đồ ăn giặt. Cấm mang đồ ăn. Giờ thì đi đi. Nhiệm vụ đã thất bại. Cô thắng rồi, tôi vào được chưa? Hết đồ ăn rồi thì tất nhiên là được. Chị thất bại rồi, không có đồ ăn. Quét căn phòng để tìm giải pháp. Đã tìm thấy bắp ngô. Mình có ý này. Mình có thể biến bắp ngô thành mưa bỏng ngô bằng mắt laser. Wow, tuyệt thật đó. Giòn ghê. Anh không giỏi lén lút như mình nghĩ đâu, Mario. Hả? Sao mình không đi được? Cấm mang đồ ăn. Vào nha. Xử lý từng vấn đề một vậy.
đường ống nước bị hỏng rồi. Ôi không, bệnh viện sẽ ngập mất. Nước, ai đó cứu với, cứu với. Việc này cứ để cho tôi. Tôi đang cố gắng hết sức đây. Một chút xíu nữa thôi. Sửa xong rồi. Xong xuôi rồi nha. Ôi tạ ơn trời. Người hùng của tôi. Nước đã rút hết rồi. Chắc là mình đã có thể đi xuống. Cơ hội tới rồi. Chú chỉ mang hộp dụng cụ tới thôi sao? Đừng lo, đồ ăn ngon ở bên dưới cơ. Dụng cụ sô-cô-la. Muốn ăn cái kìm ngon tuyệt này không? Nhìn lạ quá à. Có an toàn hay không chú? Cắn thử đi. Là sô-cô-la đó. Chắc vậy. Wow, ngon thiệt á. Đừng có vội vàng như vậy chứ. Cấm mang đồ ăn. Tôi đâu có đồ ăn. Tôi muốn tự kiểm tra. Có mùi gì đó tanh tanh. Trong tóc của cô có gì đó? Có gì đâu. Đây gọi là lốc xoáy sao? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Kẹo Hubba Bubba. Cấm đồ ăn mà nhớ chứ. Đồ ăn bị tịch thu thì đi vào kép. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Cô ấy đang nhập mã. May là mình tinh mắt đó. Cô vẫn đứng ở đây làm gì? Tôi muốn hỏi là cô đang đeo gì ở cổ đó. Là cái này nè. Ống nghe đó. Để tôi nghe nhịp tim cho cô nha. Có gì đó rất đáng nghi. Có vẻ như mẹ chân dài đang đánh lạc hướng cô y tá. Đôi tay dài đang giới đi đâu vậy ta? Chúng giới thẳng tới kép cất đồ ăn bị tịch thu. Đã nhập mã. Dễ dàng thiệt đó. Đã lấy được kẹo Hubba Bubba rồi. Tiếp theo là tới phòng bệnh của Jilin. Đồ ăn tới rồi đây. Kia là kẹo Hubba Bubba sao? Cô làm cái gì vậy? Ôi không, tay của mình rút lại nhanh quá. Oops, chắc là tôi phải về thôi. Đợi đã. Kép đang mở. Tôi giấu đồ ăn vặt ở trong áo choàng đây. Hả? Kia là Joker sao? Hắn ta cũng giấu đồ ăn ở trong áo khoác kìa. Mình chậm chân rồi. Mình vẫn có thể thắng. Có gì trên tay áo kìa? Oops, người đánh rơi gì kìa. Đi đứng cẩn thận chứ, tên người dơi kia. Đứng đó, kẹo này là của ai vậy? Của anh sao? Hay là của anh? Của hắn ta đó. Bắt được rồi nha, áo khoác toàn là bánh kẹo. Tạm biệt. Ta mang quà tới đây. Wow, có nhiều đồ ăn vặt quá đi. Cho cháu thử cái này trước nha. Ơi, mình ghét mùa hè quá. Nhiệt độ đang là bao nhiêu vậy? 37 độ C sao? Nóng quá đi trời ơi. Ôi không, không được mang đồ uống vào trong ư? Thử cách khác vậy. Cái lạnh chẳng bao giờ làm phiền được đến ta. Kính của mình đóng băng à. Không thấy gì hết. Thành công rồi. Có thể mang cái này vào được rồi. Nóng quá đi mất. Em cần thêm nước. Tội nghiệp. Coca-Cola ư? Mình có ý này. Coca-Cola và vài cái khuôn làm kem. Mình sẽ đổ Coca vào từng cái khuôn một. Xong một cái, còn ba cái. Đổ đầy hết rồi thì đậy nắp lại. Bàn tay ma thuật, ta lại có việc cho ngươi đây. Kem Coca-Cola đã hoàn thành. Kem ư? Đúng thứ mà em cần rồi. Mình cũng xứng đáng được ăn kem. Món ăn hoàn hảo cho một ngày hè nóng nực.